tình đầu tiên khi tôi 20. Tôi yêu với những tình khôi, sinh viên thì như thế thôi, chỉ có tiếng hát nụ cười. Rồi người rời xa bằng lời chê bai, người trách tôi không tương lai, tim tôi chỉ biết thắt lại. Tôi đau 3 năm rồi thôi. Đừng ngược giữa trăng đen, tôi cũng hiểu thấu. Nếu còn yêu đâu anh rời đi, hàng triệu những lý do bỏ rơi một người. Người ở lại chợt như kẻ ngốc chẳng biết thế nào. Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chợt lời nói đối phương là kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đau đớn nhau, ai cũng biết cách giữ say tình yêu, chịu những lý do chia tay chỉ là hết yêu.